Chiếc BID Han F2023 lần đầu xuất hiện chính thức công khai trước ngày ra mắt, màu xanh độc quyền vẫn biệt tâm. Mẫu xe đen chạy hoàn toàn, bằng điện BID Han Genesis Edition 2023 sẽ được bán. Vào tháng 3 này với 5 phiên bản có phạm vi di chuyển lần lượt là 506 km, 605 km, 610 km và hai phiên bản là cao cấp, cũng như đặc biệt sẽ có quãng đường di chuyển 715 km. Vào giữa tháng 3 này, Hãng xe BYD sẽ cho ra mắt chiếc sedan hoàn toàn chạy bằng điện Han F Genesis 2023. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các đại lý ở Trung Quốc đã có sẵn xe để cho khách hàng có thể tham khảo, ngồi thử trước cũng như trải nghiệm nhiều tính năng mới mẻ. Thông tin ban đầu cho biết, dự kiến BYD sẽ ra mắt tổng cộng 5 mẫu xe Han F Genesis 2023 với mức giá từ 225.000 nhân dân tệ đến 315.000 nhân dân tệ, tương đương từ 714 triệu đồng cho đến 1,08 tỷ đồng. Trong số này, có hai phiên bản hoàn toàn mới với phạm vi di chuyển là 506 km và 605 km. Ngoài ra là ba bản cũ bao gồm cao cấp với phạm vi hoạt động là 715 km cùng hai mẫu xe đặc biệt với phạm vi di chuyển 610 km và 715 km. Những hình ảnh cận cảnh về lô xe điện BID Han F2023 này cho thấy thiết kế ngoại thất về cơ bản giống với kiểu dáng hiện tại, điểm khác biệt là màu mới có tên Glacier Blue được thêm vào lựa chọn giúp khách có thêm sự cân nhắc bên các bộ áo trắng, đen, đỏ, xám và xanh Aurora. Đáng tiếc là hình ảnh lô xe này không cho thấy có xe BID Han F Genesis 2023 nào mang màu xanh mới Glacier Blue, mà chỉ có các màu xám lông chuột, đen và trắng. Tiến vào bên trong khoang lái một chiếc xe BID Han F 2023 có màu đen ở ngoại thất, xe lại được phối nội thất màu nâu, được tô điểm bằng các đường viền mạ chrome và đen piano. Xe vô lăng đa chức năng 5 chấu kép, bảng đồng hồ LCD 12,3 in và màn hình điều khiển trung tâm xoay nổi 15,6 in. Các nâng cấp nội thất khác bao gồm kết nối 5G trong xe, giám sát điểm mù, hệ thống âm thanh zin audio, ánh sáng xung quanh, điều hòa không khí bơm nhiệt, phím NFC và sưởi vô lăng cho mẫu xe đặc biệt có phạm vi hành trình 715 km. Các tùy chọn về hệ thống chuyển động của sedan BID Han F genesis Edition 2023 sẽ vẫn giống như các mẫu xe hiện tại với một động cơ điện cùng hệ dẫn động cầu trước và hệ dẫn động 4 bánh sẽ đi cùng hai động cơ điện. Hệ dẫn động cầu trước cung cấp hai tùy chọn công suất là 222 mã lực hoặc 245 mã lực. Hệ dẫn động 4 bánh có công suất kết hợp 517 mã lực với thời gian tăng tốc 0-100 km chỉ 3,9 giây. Xe được trang bị cụm pin BID Blade với các mức dung lượng 648 kWh, 769 kWh và 854 kWh. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.